Chào chị. À, thế thì Chào. rất là tình cờ hôm nay là cũng một chuyến đi công tác ở đây thì được gặp mặt chị ở đây. Thế thì cái tình trạng của chị bây giờ nhìn qua một cái thôi là cũng đấy nó rất là nặng nề nhỉ. Hai gò má này. Thì tại sao mà nó bị sạm như này? Trước thì chị có đi chăm sóc ở một số cơ sở ấy. Do quá trình cái nội tiết tố của chị nó cũng rất là kém. Trong quá trình chị sinh em bé thứ nhất với sinh em bé thứ hai, nên là da của chị thì cũng chưa đến mức tổn thương như này. Nhưng trong quá trình khi mà mình sinh em bé xong rồi ấy, thì cái nội tiết của mình, hai cái gò má của mình nó sẽ lên là rất nhiều, gọi là nám và tàn nhang. Thì trong quá trình ai cũng là phụ nữ, thì là mình là phụ nữ thì mình cũng muốn đi chăm sóc và mình muốn làm đẹp, nhưng mà mình cũng chưa hiểu được là cái nguyên nhân làm đẹp là mình xuất phát như thế nào và mình điều trị kiên trì là như làm sao. Nên là chị có đi điều trị các một số cơ sở spa trên địa bàn. Nên trong quá trình điều trị thì mình càng điều trị thì mình càng thấy nó tổn thương nặng nề. Chị liệu trình dở thì chị lại phát hiện chị em có bé thứ ba. Chị Đang mới có điều em bé trị thứ dở ba, mà. chị có em bé thứ ba. Thế chị dừng quá trình điều trị lại. Dừng quá trình điều trị lại thì chị tiếp tục sinh em bé thứ ba thì chị lại vẫn bị các hát sắc tố như thế. Các hát sắc tố như thế thì trong quá trình mà chị điều trị thì chị lại không, có là về sau chị chán thì không điều trị nữa. Là tất cả cả trên khuôn mặt của chị không dùng cái gì, không bôi cái gì, kể cả là kem chống nắng. Chỉ dùng mỗi sữa rửa mặt, Không dùng bôi nữa không chỉ dùng mỗi sữa rửa mặt và dùng mỗi sữa rửa mặt của Cetaphil Nhưng đấy. đợt đợt sau sinh em bé thứ ba xong thì cái này nó đã bị tăng lên chưa hay là sau như Chưa, nào? sau sinh em Em bé, ơi, đóng đóng cái cửa vào sao? sau sinh em bé thứ ba thì chị da của chị thì nó sẽ đỡ, tại vì cứ trong quá trình mình mang thai em bé thì nó sẽ bị, nhưng mà khi mà mình sinh em bé xong thì nó sẽ đỡ đi. Nhưng mà đấy, trong quá trình lúc mình lại bắt đầu một hành trình để mình điều trị tiếp. Mình điều trị tiếp thì vừa rồi là mình điều trị thì mình bắn thì nó bị tăng sắc tố, cũng là nó tăng sắc tố và đồng thời nó mất cả sắc tố nữa. Nên là mình trong quá trình mình bôi mình điều trị đấy thì sau một thời gian, thì sau tầm khoảng 3 tháng là Chị da điều của trị bằng laser mình điều trị bằng laser, à, đúng rồi, hoàn toàn bằng laser. hoàn toàn bằng laser. Có là cứ 15 ngày hoặc là 2 tuần chị lại điều trị bắn một lần. Bấm một lần, Đúng rồi. những lần Sau đấy bắn thế về nhà sau khi nó có bị bong tróc những cái vẩy vẩy ra không? có lần đầu tiên bắn thì nó rất là tổn thương. Rồi tổn thương nó còn gây cả chảy máu cơ. Nó tổn thương tại vì như thế là nếu mà trong quá trình mà mình nghiên cứu ấy, mình biết là nó bị tổn thương, nó tăng sắc tố là lúc đấy là bắn sâu rồi nó mới bị chảy máu. Và sau đấy thì mình sau đến 5 7 ngày thì là của mình nó bị bong hết cái lớp mỏng nó đi. 5 7 ngày nó bong ra. Bong bong sau đó, quá trình nó bong thì nó lại bị thâm, nó bị thâm đen xì. Thì chị lại quá trình chị lại xem lại thì các bạn lại bắn trẻ hóa, hoặc là gọi là bắn trẻ hóa cho chị. Nhưng trong quá trình bắn này càng bắn thì nó lại càng bị tổn thương. Sau đấy Tức thì chị có là đi bắn bắn những lần đầu nó bị tạo cái vẩy đúng không? Sau về tạo đúng vẩy sau nó bong ra. rồi đúng rồi Bong thâm sau đó thì thâm xong lại xử lý tiếp bằng laser lại đúng bắn rồi trẻ hóa lại tiếp. bắn trẻ hóa tiếp đấy. Sau đấy thì chị có điều trị bằng sản phẩm hydroquinone. Hydroquinone. Hydroquinone thì trong vòng một tuần nó có hiện tượng là bong tróc. Sau đó lại bôi hydroquinone tiếp. Không, chị tiếp tục bôi trong vòng một tháng Hơn thì một tuần tháng. đầu nó sẽ bong, còn những tuần sau là nó sẽ không bong nữa đấy. Thì Hydroquinone bôi gần đây không? chị bôi gần đây, chị Gần vẫn đây. đang bôi. Cái liệu trình từ khi bắt đầu điều trị laser đến bây giờ là được mấy tháng rồi? Điều trị bắt đầu chị điều trị từ tháng 9 9 năm 2020 20, đúng rồi. bây giờ là được, giờ là Chị đầu cái tháng chị 4 chị kết thúc không? Chị kết thúc là sau khi ra Tết là chị không bắn nữa rồi. à, Thì sau chị khi đã ra nghỉ Tết từ Tết, gọi là từ tháng 1. Bây giờ 9 là về 11 tháng 3, 12 3 tháng. thế được tổng khoảng 4 tháng Đấy, 3 4 điều tháng. trị laser, được 4 tháng Đúng rồi. sau đó thì dừng lại và gần đây thì lại chỉ là dùng hydroquinone à? Đúng rồi. Hydroquinone trong vòng bao lâu trở lại đây? Chị dùng được sao là chị dùng từ trong trong Tết bây giờ là chị dùng được hơn một tháng rồi. Hơn một tháng dùng hết rồi luôn. Ok, thế là cũng cũng hình dung ra cái vấn đề là chị hiện tại là chị bị tăng sắc tố, rối loạn sắc tố do việc là mình bắn laser, cái người trị liệu bắn laser cho chị bắn để lấy cái sắc tố đi, nhưng mà người ta bắn với có thể là mức năng lượng hoặc là có thể là sai bước sóng nữa, bởi vì thông thường nếu mà laser điều trị nám, laser anti-jack mà bắn điều trị nám mà nó có mức độ nó bong vẩy như vậy là có thể người ta đã dùng cái bước sóng gây bóc tách rồi, còn thông thường là người ta sẽ phải điều trị ở một bước sóng an toàn và cũng rất là hiếm khi, và hầu như ví dụ bọn em không bao giờ bọn em điều trị cho khách hàng
điều trị nám mà nó đến cái mức độ bị bong tróc ra hay là đến chảy máu cả, thì cái đấy nó là một tăng sắc tố sau viêm do cái nhiệt của cái laser. Nhưng mà nó có một cái vấn đề nữa là làm cho chị lại còn bị nặng hơn nữa, là sau khi mà chị các cái lần chị bắn laser xong á, cái việc mình chăm sóc của mình chống nắng không tốt, đúng không? Chị nói là chị không có chống nắng để mặt tự nhiên các thứ khác, không biết dùng cách nào, nên là về nhà chỉ rửa mặt nước muối sinh lý, cái thứ đấy là nó cái việc phục hồi da nó không ok rồi. Cái thứ hai là không có chống nắng được ấy, thì bây giờ bắn laser da nó bị mỏng, nó bị bong, nó bị mỏng quá, thì không chống nắng thì đồng nghĩa với UV nó chiếu vào và nó lại kích thích đen hơn ngày xưa. Nhưng mà nó vẫn chưa dừng lại đấy, là hỏi ra thì mình biết là tầm một tháng đây chị vẫn dùng cái hiroquinone. Thực ra hiroquinone thì nó có nhiều dạng kem, dạng ở dạng serum và nồng độ khác nhau, nhưng mà chị dùng cái mà nó gây bong, bôi có bong không Có đấy, bôi xong bao lâu thì bong? sau 2 ngày. Sau 2 ngày bong, tức là nó đã làm lại tiếp tục một lần nữa làm cho da của mình nó bong mất một lớp mỏng đi. Mặc dù ai cũng biết đấy là hiroquinone thì nó là cái thành phần ức chế sắc tố của người da để điều trị nám, ức chế được cái sắc tố, nhưng mà cái tác dụng phụ của nó là gây bong. Và nếu mà mình bôi một lượng dày quá, hay là cái nồng độ hiaquinone cũng như là cái nồng độ mà cái retinoid ở trong cái kem tại thành phần có chứa hiaquinone đấy, nó làm bong nhiều quá thì lại một lần nữa nó làm cho chị bị tăng sắc tố lên đấy. Nên là hiện tại bây giờ là da của chị đầu tiên là nhìn một cái là chắc chắn là ai cũng nhận ra cái điều này, là chắc là cũng cũng hơi buồn. Đó, hơi buồn hay rất buồn. Không phải là hơi buồn mà là rất buồn. Bây giờ phương pháp và điều trị của chị như này. Cái của chị bây giờ thì nó sẽ chia thành 2 giai đoạn. Một là cái giai đoạn đầu tiên là sẽ phải cố gắng phục hồi da và dùng các cái bước để ức chế sắc tố từ bên trong. Bên trong thì chị có đang sử dụng sản phẩm uống. Sản phẩm uống. Sản phẩm uống thì nó có các thành phần hoạt chất có thể ức chế được sắc tố. Đấy, thì nó có rất là nhiều, như là tranexamic acid này, trong mấy cái sản phẩm uống, viên uống Chansino này các thứ khác, hay là cái L-cysteine cũng là một cái rất là tốt trong điều trị nám. Còn những cái thành phần khác ức chế, nó vừa ức chế và vừa làm cho da mình khỏe hơn, như là vitamin C, glutathione, một số cái hoạt chất khác nữa thì có thể uống phối hợp những cái đó. Đặc biệt nó có một cái nữa là cái thời điểm này là thời điểm mà chị cũng dễ bị rối loạn nội tiết tố. Cái rối loạn nội tiết tố bên trong nó là một cái nguyên nhân nội tiết nó hạ thấp xuống, nó làm cho tế bào sắc tố mình nó hoạt động mạnh lên, nên là cũng phải uống kèm theo những cái viên uống cân bằng nội tiết nữa thì nó sẽ tốt hơn. Đấy là cái mình làm khỏe da, mình uống từ bên trong để ức chế. Còn làm khỏe da hay phục hồi da thì bằng cách là mình có thể cái da của chị bây giờ mức độ này sẽ phải dùng đến cái phương pháp phục hồi bằng huyết tương giải tiểu cầu, thì cái chất tăng trưởng tự thân của mình thì nó sẽ tốt hơn, phục hồi da nhanh hơn. Đó. Kèm theo là cái việc chăm sóc da hàng ngày tại nhà, dưỡng ẩm và chống nắng rất là tốt. Đấy, thì sau thời gian tầm khoảng 2 tháng, theo chị tầm khoảng 2 tháng là cũng có thể là được một phần nào đó. Sau đó mình mới quay lại cái liệu trình là điều trị nám, thì khi đó sẽ cân nhắc là dùng cái phương pháp để lấy sắc tố, để lấy từng ít một, cũng như là liệu là khỏe rồi thì có xem xét là lấy lại bằng laser hay không, thì nó tùy thuộc vào giai đoạn 2. Nhưng mà tuy nhiên là cái để mà cái điều trị được nám ấy thì nó phải kết hợp nhiều cái lại với nhau, chứ nó không đơn thuần là một phương pháp nào cả, không đơn thuần là laser cũng không được, lăn kim đơn thuần cũng không được, bôi không cũng không được, nên là mình phải kết hợp tùy thuộc vào cái tình trạng nám, cái hiện trạng sau khi phục hồi xong ấy, thì cái những cái hạt sắc tố ấy nó đang ở sâu dưới cái lớp thượng bì phía dưới, đôi khi là ở trung bì, hay là bây giờ nó đang tiến triển lên dần rồi, thì mình sẽ lựa chọn cái phương pháp nó phù hợp nhất. Đó. Thì hiện tại bây giờ trước mắt là chị cứ trong vòng khoảng 2 tháng này chị dành thời gian để phục hồi da, vừa chăm sóc tại nhà vừa uống, và có thể đến cơ sở thực hiện những cái buổi trị liệu. Thì tốt nhất là theo cái đánh giá của em để mà phù hợp nhất cho chị, thì chị nên chọn tầm khoảng 4 buổi. 4 buổi phục hồi bằng cái huyết tương giải tiểu cầu. Thì chị đến thì các bác sĩ cũng như là kỹ thuật viên các bạn ấy sẽ làm cái huyết tương giải tiểu cầu, sau đó thì có thể đưa đưa vào trong da trực tiếp những cái vị trí, đặc biệt những vị trí bị mỏng, bị yếu, bị tăng sắc tố như của chị, thì có thể là dùng lăn kim mức độ rất là nhẹ để cho nó thẩm thấu xuống, hoặc là có thể tiêm meso
đấy, đưa các cái chất tăng trưởng vào. Thì sau đó tầm 2 tháng sau nó phục hồi nó ổn thì bây giờ mình sang giai đoạn 2 là mình làm mờ cái nám đi. Còn ngay cái lúc này mà mình lấy cái nám đi nhiều quá hay là nhiều cái phương pháp để là mờ nám ngay thì nó có thể nó lại chồng cái tổn thương lên, và da đang yếu mà chồng tổn thương lên thì cái tình trạng mà tăng sắc tố này nó lại kéo dài hơn. Thế cái Đó. BAP của chị thì một tuần chị sẽ sử dụng hay là như nào nhỉ? Hay là 2 tuần một lần? Cái PRP của chị thì trong giai đoạn phục hồi như này thì 2 tuần, 2 cho đến 3 tuần thì chị hoàn toàn có thể làm được một buổi. Ví dụ như là thông thường là cái da mà nó đáp ứng nhanh, nó phục hồi sớm sau khi làm xong mà tầm khoảng 5 đến 7 ngày nó hết đỏ rồi. Đấy, hết đỏ, hết kích ứng do cái việc mà mình làm từ buổi buổi trị liệu ấy, thì hoàn toàn 2 tuần mình có thể làm được. Còn nếu trong trường hợp mà da của chị nó phục hồi nó kém hơn thì phải đợi đến tầm khoảng 3 tuần. Đấy, trong giai đoạn đấy thì cứ 3 tuần làm một lần, và trong vòng liệu trình tầm khoảng 4 buổi. 4 buổi là cái liệu trình mà tất cả những cái chuyên gia cũng như là những cái người mà làm da liễu ấy, người ta phục hồi da, người ta thấy rằng khoảng 4 buổi là bắt đầu cái da mình nó đáp ứng, nó có hiệu quả rồi. Đó, nên là có thể làm cái đó. Chị đồng ý cái phương pháp của em là sẽ làm PRP chị này, gọi là như các chị thường thường mà đi ra hay ra cơ sở ấy thì người ta sẽ nói đó là tế bào gốc ấy đúng không, hoặc là mình các bác sĩ có thể nói một cái câu là đó là huyết tương dầu tiểu cầu. Nhưng mà trong cái phương pháp của chị, ví dụ tuần này chị điều trị bằng cái huyết tương dầu tiểu cầu thì 2 tuần sau thì chị có thể điều trị bằng meso được không, hay là vẫn là theo cái phương pháp của huyết tương dầu tiểu cầu đấy? Nó vẫn nên là lấy cái huyết tương dầu tiểu cầu để phục hồi thì vẫn là tốt nhất. Cái người ta gọi là meso ấy, thì meso nó chỉ đơn thuần là cái phương pháp đưa các sản phẩm hay là đưa thuốc hay đưa dưỡng chất vào trong da thôi. Thì cái meso đấy có thể đưa được huyết tương dầu tiểu cầu vào trong da, có thể đưa được những cái sản phẩm chất tăng trưởng vào trong da, hoặc có thể đưa được cái hyaluronic acid tức là HA ấy, căng bóng vào trong da. Thì cái meso là cái phương pháp đưa các cái sản phẩm vào trong da, còn mình lựa chọn cái sản phẩm nào để đưa vào trong da thì phụ thuộc vào cái mục đích điều trị, cái tình trạng của da nó khác nhau. Hay là đơn giản là nếu mà giai đoạn sau mà để ức chế nám tại chỗ ấy, thì người ta có thể là sử dụng cái phương pháp là lăn kim nhẹ, sau đó thì dùng các sản phẩm ức chế sắc tố bôi lên cái vùng vùng lăn kim đó để nó thấm xuống, để nó ức chế, thì cũng gọi là meso. Hay là dùng cái đầu kim rất là ngắn, rất là nhỏ, tiêm trực tiếp một chút cái dược chất ức chế sắc tố vào những cái nốt nám sâu, cũng gọi là meso. Đó. Thì mình phải hiểu rất là rõ, là nhiều khi ở ngoài kia người ta đã đánh đồng và lẫn lộn hết tất cả mọi thứ, người ta không có hiểu rõ được những điều đó. Đó. Chị đồng ý với cái phương pháp mà chị đang nghe thấy nhiều cơ sở nói là bây giờ mình tiêm nám ấy. Như trường hợp chị có tiêm đúng không nhỉ? Tiêm nám ấy thì có tiêm, tức là ví dụ như cái của chị bây giờ nó xong cái đoạn sau nhé, nếu da khỏe rồi thì bắt đầu tiêm. Da của mình mà bị rối loạn sắc tố nhiều quá mà cần cần đưa sâu xuống thì mình cũng có thể tiêm. Hoặc là những cái người mà bị những cái nốt nám chân đinh, nám chân sâu, nám nội tiết ấy, thì người ta thường kết hợp với cái laser bắn trực tiếp vào những cái nốt nám đó để nó phá vỡ sắc tố, nó dần dần nó mờ đi. Nhưng tuy nhiên là để mà ức chế được tốt nhất ở cái vị trí cái nốt nám đấy thì là phải đưa làm sao một cái lượng lượng thuốc, cái lượng mà ức chế sắc tố tối đa nhất vào trong đó, thì người ta thường người ta sẽ dùng tiêm. Còn cái lăn kim thì nó tạo được nhiều tổn thương nhưng nó không thể đi được sâu và cũng không tập trung được, nên là nếu mà một diện rộng thì người ta thường lăn kim, và nó có một vài nốt nốt thì người ta tiêm. Nên nó có một cái là tiêm các sản phẩm mà điều trị nám ấy thì nó sẽ hơi đau, hơi buốt hơn một chút so với là mình tiêm những cái sản phẩm mà, ví dụ tiêm HA, tiêm PRP thì nó sẽ không buốt bằng cái tiêm nám. Đó. Thế chị muốn hỏi bác sĩ một câu nữa là hiện tại thì bây giờ là chị đang dùng hydroquinone đúng không? Bây giờ là 0,4 thì bây giờ chị sẽ dừng cái hydroquinone đấy Đấy, lại. cái hydroquinone đấy là một cái ngay bây giờ, vì là da của mình đã mỏng rồi và bây giờ cái giai đoạn này mình trị liệu, mình phục hồi ấy, thì nó có tổn thương thì mình phải dừng cái hydroquinone lại, bây giờ không bôi tiếp tục hydroquinone nữa mà phải để cho cái giai đoạn sau, ví dụ sau khi mà điều trị nám nó ổn định, nó bớt đi, và khi đấy da chị nó khỏe rồi. Cái hydroquinone chỉ nên áp dụng cho cái da khỏe thôi. Da nó có tổn thương kể cả có nám hay không thì cũng không không nên bôi, vì nó vừa gây kích ứng, nó vừa gây làm bong da. Thế chị muốn hỏi thêm một câu nữa là bây giờ hiện tại thì hydroquinone là chị sẽ dừng lại này, Dừng lại. chị sẽ theo đồ của bác theo theo phác đồ của bác sĩ này, nhưng cái việc chăm sóc da tại nhà thì là chị sẽ có là cấp nước này đúng không, sẽ có kem dưỡng ẩm này, có serum này, ví dụ serum C là chị vẫn có thể bôi được đúng không?
Đối với chăm sóc da tại nhà, cái giai đoạn mà để phục hồi da này thì chị nhớ lưu ý vào hai cái vấn đề. Một là chống nắng. Chống nắng thì có thể dùng kem hoặc là dùng các biện pháp cơ học như là mặc áo, đội mũ rộng vành, các thứ nó cũng được, chứ không nhất thiết cứ phải là chống nắng. Nếu mình không, mình phải đi ra ngoài nhiều thì vừa chống nắng và vừa đội mũ nó các thứ luôn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai để phục hồi tốt đấy, thì trong cái giai đoạn da mà nó vừa yếu, nó vừa mỏng mà nó vừa tăng sắc tố này, thì cái cấp ẩm cho da cực kỳ quan trọng. Cấp ẩm ấy, thì những cái sản phẩm nào mà nó có chứa những thành phần mà giữ ẩm lâu cho da, chứa HA, có thể những cái thành phần chứa thêm nó hỗ trợ làm sáng da nhưng nó không gây kích ứng nhiều, như là B5 hay là vitamin C, đấy, những cái đó, hay là một số sản phẩm serum nhưng nó có cái abutin, thì cũng hoàn toàn có thể là nó có vừa HA cấp ẩm, vừa có những sản phẩm kia để phục hồi ức chế, thì nó cũng sẽ tốt Chị hơn. đang có cái sản phẩm là niacinamide với B5 có được không nhỉ? Được, cái đấy được.